누나, 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 mày hả sáng đúng tới con tôi đúng tới mai tôi thừa ngoại nhau nghe chưa mày bình tĩnh nhà sáng thằng này đang điên không đó lừa tao cãi mày sao không con dạ con không sao sáng gì này là sao nó nhớ ba con vậy mà nội đi mẹ gì á là tôi cấm cô nói bất cứ điều gì nghe chưa cô đi qua kìa đi qua đây qua đây con sáng má tại sao má không để con yên má muốn con sống sao đây sáng à má chỉ muốn con về nhà thôi má muốn lo tiền chữa bệnh cho thằng Khiêm má chỉ muốn con hạnh phúc con không tin con về nhà má chỉ muốn áp đặt con thôi má làm quá con dọn đi chỗ khác đừng bây giờ trước mặt mọi người nè má hứa với con nè từ nay về sau má không áp đặt con chuyện gì hết má chỉ muốn là có tiền để chữa bệnh cho cháu nội của má được khỏe mạnh. Chẳng lẽ con muốn con trai của con phải bôn ba cực khổ bên ngoài hay sao? Tôi nói chuyện nghiêm túc với cô đây. Nếu cô còn coi tôi là bà chủ thì làm ơn nghe lời, đừng bao giờ đi theo cha con nó nữa. Cô hãy đi khỏi đây giùm tôi. Dạ. Thì thưa bà, sao mà có thể như vậy được? Lúc nãy là bà có hứa với con là... Tôi hứa với con tôi là sẽ từ từ sắp xếp. Bây giờ tôi đang sắp xếp với cô đây. Bà vẫn chưa tha thứ cho con sao bà? Chưa tha thứ cho cô rồi nên tôi mới nhận thằng Khiêm là cháu nội tôi và đem nó về chữa trị cho nó. Nhưng tôi nhắc cho cô nhớ, con dâu tôi chỉ có một, đó là con Nhung. Thank you.